trong nhắn tin chia trên thị trường bán rất là nhiều. Mình mua về thực ra mình cũng không biết nguồn gốc nó đâu. Một dịp tình cờ thì chị được một người bạn hướng dẫn đến một cái trại nuôi nấm tinh chi đó. Thì chị thấy bây giờ thực ra thì mọi người đều hướng về thiên nhiên nhiều, cho nên khi đến với cái trại nấm chị thấy cái quy trình của nó rất là ok, chị cảm thấy rất là thích luôn. Thực sự là khi chị dùng á nấm tinh chi, chị chỉ nghĩ tới vấn đề là chị có thể giảm được cái huyết áp của mình và nói chung là có những cái yếu tố về sức khỏe. Khi mà chị sử dụng hơn tháng thì chị thấy nó có một sự thay đổi, và chị bắt đầu khi chị thấy thay đổi thì chị mới chú ý hơn, và chị thường sử dụng thường xuyên hơn. Chị thấy rằng rõ ràng là cái làn da chị có thay đổi, những vết nám đo đồi mồi nó cũng tan biến nhiều đi. Tháng những năm trước á thì chị hay tặng quà cho khách hàng bằng thức ăn hoặc là quà biếu khác, nhưng mà bây giờ thì chị thay thế bằng những cái hũ nấm linh chi và những tay nấm linh chi, thì bạn chị cũng rất là thích, và chắc chắn là chị sẽ dùng thường xuyên luôn á.